Cựu thượng úy nhiều lần hiếp dâm ô ba bé gái tại trụ sở công an xã lãnh 21 năm tù. Cựu thượng úy công an xã đã hiếp dâm và dâm ô nhiều lần với ba bé gái dưới 16 tuổi ngay trụ sở công an và nhà nghỉ. Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu thượng úy công an xã Phú Tân, huyện Định Quán, 18 năm tù về tội hiếp người dưới 16 tuổi và 3 năm tù về tội dâm ô. Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Theo cáo trạng, đầu tháng 3 năm 2022, cháu Hà Nội 15 tuổi và 14 tuổi và cháu Học Bồng 13 tuổi đều cư trú tại xã Phú Tân đến công an xã Phú Tân để trình báo về việc bị một tài khoản Facebook đe dọa tung các hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội. Sau khi được phân công giải quyết vụ việc, Linh nhiều lần gặp các cháu gái rồi dụ dỗ. Hiếp dâm và dâm ô nhiều lần tại trụ sở công an xã Phú Tân và một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Định Quán, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, Linh đã 6 lần gọi các cháu đến trụ sở công an xã rồi đưa vào phòng ngủ phía sau phòng làm việc. Tại đây Linh đã yêu cầu các cháu cởi quần áo rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô. Cũng trong thời gian này, Linh còn 4 lần gọi điện cho 3 cháu gái rồi trở đến những nhà nghỉ trên địa bàn huyện Định Quán, huyện Tân Phú thực hiện hành vi đồi bại. Đặc biệt trong đó có lần Linh thực hiện hành vi hiếp dâm ô với 2 cháu gái cùng lúc, có lần còn dùng điện thoại quay clip. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, sau khi phát hiện sự việc các bé gái bị xâm hại tình dục, người thân của những nạn nhân đã trình báo sự việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán. Một ngày sau, Nguyễn Duy Linh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cáo buộc Linh đã 3 lần dâm ô đối với cháu Hà Nội, 5 lần hiếp dâm cháu Va và 4 lần hiếp dâm cháu Học Bồng. Về dân sự, gia đình Nguyễn Duy Linh đã bồi thường cho mỗi gia đình bị hại là 20 triệu đồng. Đại diện hợp pháp của ba cháu không yêu cầu gì khác và làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Linh.